đang xin chào bạn. Anh Hải đang xin hướng dẫn các bạn là cách trộn mồi xạ để câu đài. Mồi do Hải đang xuất. Đây là mồi câu lục số 1 là mồi xạ. Trộn với đất. Hải đang xin hướng dẫn cả trộn mồi xạ và mồi câu luôn. Đấy, các bạn trộn. Nhưng mà nó mồi xả trước trộn đều đây, trộn với đất các bạn, đất không nhá, vẫn còn rác nguyên này, đang ngửa lửa nhặt trộn xả xuống để cái mồi nó chìm và nó tỏa có mùi thơm để nó cá dụ cá vào tốt. Các bạn trộn với đất không nó tự kết dính rồi, tự dính luôn rồi này, trộn nó đã quyện vào với đất rồi. Đây đất có tác dụng gì? Thứ nhất là chìm, để cho mồi nó chìm xuống đáy. Thứ hai là kết dính vào, cái dính vào nhưng mà nó vẫn tỏa ra được để tạo cái mùi, tạo mùi cho mồi, tạo mùi cho ổ. Nắm như này, nắm từng nắm một, tạo cái mùi cho ổ mồi của mình nó tỏa ra, nó vào chỉ ngửi được thôi mà nó ăn cái mùi câu đơn mình trộn. Xả hết luôn để dụ cá vào các bạn. Đến chỗ mồi mồi V. Đó, hai mồi đây. Mồi V các bạn này. Mồi chai do Hải đang sản xuất. Các bạn trộn dẻo dẻo tí vì mồi quả, nếu mà trộn mồi quả đang thì trộn dẻo dẻo một tí vì mồi quả này đang nó sẽ nở ra thơm ruồi nó đang phém nó đậu vào rồi này. Bạn trộn thêm tí bột mì vào, thêm bột mì, thêm bột mì đây bạn, trộn thêm tí bột mì vào. Trộn vừa phải để tạo độ cái dính. Đây các bạn trộn nước. Nước này nước gì cũng được các bạn. Đang lười lấy, đang lấy luôn nước uống trộn vậy. Nước sông, nước hồ, nước chỗ nào có nước là các bạn lấy nước nào trộn được. Trộn bạn VV vừa tay là được.
tạo một ít câu lại. Thôi các bạn. Không phải 8. Rưỡi không phải 8. Dây 2,5. Cần 6H hơi cứng. Vừa thả mồi. Cao, cân hơi cao một chút. Đi về hạ thấp xuống đi. Cô tầm 2 qua đó. Đấy. Anh nhầm rồi đó. Để nháy luôn. Dí quá. Khá to. Đang tập trung câu đã. Tập trung câu các bạn. Rất là tiếc quá. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đàm Vi Sinh.